Xưa có một đại hiệp vô cùng bá đạo, anh đi phiêu du khắp trốn để tìm kiếm địch thủ cho mình. Anh ghé vào một quán ăn, ngồi vào bàn, gắp từng viên bánh bao trông thật ngầu lòi. Lại cộng thêm đôi mắt thâm cuồng vì bẩm sinh, lại càng cu te hết hồn. Một thằng đầu trâu ngứa mắt nói, tao thấy mày cứ nhai suốt vậy, hay là mày hãy nhai nắm đấm này đi. Đại hiệp mắt thâm vẫn không nói gì, vì mồm anh chứa đầy bánh bao, anh nuốt xuống và nói, vào hết cả đây. Ngay sau đó, chỉ với vài đường quyền mấy tên đầu trâu cá sấu, đã bị đại hiệp mắt thâm hạ đao ván trước ánh mắt kinh ngạc của các gái thỏ xinh đẹp. Một mình đại hiệp mắt thâm có thể chống chọi với cả một đội quân, ngay cả những anh hùng mạnh nhất toàn Trung Hoa, nhóm ngũ hổ cũng phải cúi đầu vì nể phục. Đừng quên đập vào cái nút đăng ký, như cái cách mà bố mẹ quất vào mông các bạn ấy. Đùa thôi, để theo dõi những chiếc phim hay hot nhất từ mình nha. Hóa ra đây chỉ là giấc mơ của một anh gấu thâm bình thường. Anh chợt tỉnh giấc vì bị ba vịt gọi. Anh sử dụng tuyệt kỹ bật người để đứng dậy, sau đó thích thú làm trò với những con búp bê của thần tượng, khiến thanh niên mặt lợn hàng xóm phải đứng đù ra vì trông thằng này quá điên. Anh mắt thâm liền lăn xuống tầng trệt để phụ ba bán mì, làm mình lại nghĩ đến câu nói, khi bạn thích cung phu nhưng ba bạn lại bắt, ở nhà bán mì cho tao. Ba vịt hỏi anh mắt thâm đã mơ thấy gì, thanh niên luôn đắn đo một hồi, trả lời, con đã mơ thấy hủ tiếu. Ba vịt cho rằng đó là điềm lành, và đã đến lúc anh được đón nhận công thức bí truyền của gia đình. Cha của Po đã được truyền lại từ ông nội tiếp quản từ ông cố thì lại tiếp quản từ ông bạn lợn sau một ván mặt trược. Thế nhưng anh mắt thâm cho rằng đó chỉ là một giấc chiêm bao. Anh hỏi cha mình đã từng muốn làm gì khác ngoài bán mì chưa. Ba vịt kể lại trước đây ông đã từng có suy nghĩ bỏ nhà để hành nghề bán đậu hú, và đó là một ý tưởng thật là quê gì. Tại sao cha không thử? Chúng ta đều có chỗ của mình trên đời, chỗ của cha là ở đây, còn của con thì... Anh mắt thâm mặt có vẻ trầm tư nhìn lên ngọn núi trước mắt. Đột nhiên màn hình phóng đến cái vèo, trước mắt chúng ta là một lão mèo mắt thâm đang ngồi thổi sáo, giai điệu vô cùng da diết như bị ghẹ đá. Từ phía bất ngờ xuất hiện hổ, khỉ, rắn xếu và cả bọ ngựa tập hợp cả vườn bách thú bay vào để đi quyền giao lưu trao đổi võ công. Hóa ra đây chỉ là một bài kiểm tra của sư phụ mèo thâm dành cho các đồ đệ. Ông gật gù khen từng người một. Đột nhiên có một chiếc vịt rời đến báo tin. Ông hớt hải chạy đến điện ngọc, hám phanh như trượt ba tin. Sư cụ rùa đu người trên cây gậy từ từ hạ cánh tiến đến để thổi nến chúc mừng sinh nhật. Cơ mà 1000 tuổi thổi thế này thì có mà đến Tết mất. Sư phụ mèo thâm liền vận công kame, khiến cho cả tầm điện chìm trong bóng tối. Nhưng đó không phải là chúc mừng sinh nhật, mà là để chúc mừng đại long sắp quay trở lại. Một luồng ký ức bất chợt ùa về, ông cho rằng đó là điều không thể, vì hắn vẫn đang ở trong ngục có an ninh nghiêm ngặt nhất Trung Hoa. Tuy nhiên sư phụ rùa thì lại nghĩ khác, điều gì cũng có thể xảy ra. Sư phụ mèo thâm hoảng hốt liền cho gọi sứ giả vịt rời đến để thông báo cho canh ngục hãy mau tăng cường thêm lính canh và vũ khí để phòng tên đại long thoát ra ngoài. Sư cụ rùa từ tốn tiến lại gần mặt hồ, ông trấn tĩnh sư phụ mèo thâm, đã đến lúc họ cần phải tìm ra người sở hữu thần long bí kíp với sức mạnh vô song bá đạo có thể ngăn cản tên đại long lại. Ngày hôm sau, thông báo tuyển chọn thần long đại hiệp được dán khắp cổ trấn dưới chân núi, mọi người đều nháo nhác đổ xô để kịp tham gia buổi tuyển chọn, và anh mắt thâm cũng không phải ngoại lệ. Anh hối thúc đuổi khách ra khỏi quán để cùng đi tham gia, nhọ thay ba vịt lại bắt anh phải đem theo của nợ gánh hàng rong để bán mì cho những vị khách trong buổi lễ. Anh mắt thâm đã định thổ lộ với cha mình rằng có thể mình sẽ tham gia vào buổi tuyển chọn, thế nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải vác theo của nợ oạt ẹo lên đỉnh núi. Mặt trời cũng đã lên tới nóc, anh mắt thâm cuối cùng thì cũng lên tới đỉnh. Nhưng không, mấy thằng heo đi qua nó lại còn cả khi anh mập như lợn. Nghĩ thế nào anh lại không vác gánh hàng rong theo nữa, một mạch phi theo mấy thằng lợn để kịp tham gia buổi tuyển chọn. Bên trên điện ngọc công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy, sư cụ Away có đôi lời nhắn nhủ với sư phụ mèo thâm, kẻ ta chọn không chỉ đem lại bình yên cho cư dân thung lũng mà còn cho cả con nữa, rồi tiến ra sân khấu để bắt đầu buổi tuyển chọn. Anh mắt thâm vừa leo lên tới đỉnh mới nằm thở có xíu thì cánh cổng đã khép lại, mặc cho anh có đập cửa hò hét năn nỉ đến cỡ nào nhưng muộn mất rồi. Bên trong nhạc trống inh ỏi, nhóm ngũ hổ đã bắt đầu múa võ để biểu diễn, đến cả cái cửa sổ để ngó nghiêng cũng rất đến cái bốp vào mặt anh. Anh đứng dậy để quan sát thì phát hiện ra một lỗ hổng ở khe cửa, cơ mà đang hay thì thằng lợn nó lại đứng che mất, quyết không cam chịu. Anh dùng mọi cách để vào bằng được bên trong. Anh kéo cái cây lấy sức bật để đẩy mình vào trong, nhưng lại bay lên nóc nhà rồi lăn vào hàng pháo hoa. Trần đời chưa thấy ai xui như anh này. Bên trong nhạc trống tưng bừng, sư phụ rùa bắt đầu nghi thức tuyển chọn đấu sĩ long thần. Nhóm ngũ hổ cũng đã vào hàng thẳng lối. Còn anh bạn mắt thâm của chúng ta, phải làm sao đây? Anh tính làm gì? Hì hục kéo quần, làm một cái ghế chứa đầy pháo hoa. Sư cụ rùa mặt như phê cần múa quạt với tốc độ 0.5x tiến lại gần nhóm ngũ hổ. Ở ngoài anh mắt thâm đã châm mồi với tư thế sẵn sàng, nhưng nhọ thay, ba vịt từ đâu bay ra để dập lửa. Vậy là anh đành phải thú nhận rằng mình đã nói dối, và thứ anh mơ thấy là cung phu, ngòi nổ đã hết, nhưng cái ghế hoàn toàn không có tác dụng. Ba vịt khuyên anh quay trở lại với công việc. Thế nhưng, đúng lúc anh chống tay để đứng dậy, thì những tia sáng đầy màu sắc xuất hiện, cái ghế phóng cái vèo vào tường ghì anh mắt thâm vẹo cả mồm. Rồi bất ngờ chuyển hướng phóng thẳng lên trời, cả hậu trường được phen hồ hởi há hốc mỏ. Anh mắt thâm được phen hoảng hốt hết mỏi mồm, cháy khét lẹt như cái đít nồi nhà ai. Anh rơi tự do xuống hậu trường, và rồi khi tỉnh dậy, anh thấy ngón tay của sư cụ Away chỉ vào mình. Mặc cho anh có bật ẹo, nhưng sư cụ vẫn chỉ vào anh và nói, thật là cu te. Sau đó tuyên bố, tiên giới đã gửi anh mắt thâm xuống cho chúng ta làm võ sĩ long thần. Mọi người liền hò reo, pháo bông bắn tứ tung. Ngay sau đó, phu kiệu đã đến để dinh anh mắt thâm đi, sư phụ mèo thâm liền bay vào để giải thích cho sư cụ rùa. Đó là một sự nhầm lẫn, nhưng sư cụ rùa đã bác bỏ, không có sự nhầm lẫn nào cả. Đó là quyết định của ta. Cơ mà phu kiệu mới đi được một đoạn, thì anh mắt thâm bất ngờ bị lọt đít vì quá nặng. Sau đó bốn phu lợn liền bay vào để hỗ trợ cho mấy chiếc vịt tội nghiệp.
Trong khi đó, sứ giả vịt rời mà sư phụ mèo thâm gửi đi đã đến được nhà tù để gửi thông báo. Tuy nhiên, chiếc tê giác cai ngục đã tự mãn cho rằng nhà tù cho gom rất kiên cố, trốn thoát là điều không thể. Hắn liền dắt sứ giả vịt rời vào bên trong nhà tù để tham quan và bỡn cợt với ngài vịt rời, vô tình để rơi một chiếc lông xuống dưới ngục sâu mà không hay biết rằng đó chính là mối nguy hiểm tiềm tàng. Sau đó, chiếc cai ngục liền bấm thang máy chạy bằng cơm, đưa cả hai xuống dưới tầng trệt để gặp Đại Long. Một không gian u ám rợn cả sống lưng dần hiện ra trước mắt. Mình giả vờ để cho thêm phần kịch tính thôi nhá. Tên cai ngục hống hách tiến tới. Này, cái thằng đần kia, mày biết gì chưa hả? Cuối cùng sư cụ Away đã đưa ai đó bí kíp Long Thần, và thằng đó không phải là mày. Chưa hết, tên cai ngục lại còn đạp vào đuôi của Đại Long rồi mỉa mai. Ồ, ta lỡ đạp lên đuôi của một lèo rồi này. Ngay khi cả hai rời đi, tên Đại Long chợt nháy đèn lên pha. Hắn dùng đuôi để tóm lấy chiếc lông vịt, vẻ mặt đầy nham hiểm. Quay trở lại buổi tuyển chọn đấu sĩ Long Thần, ánh mắt Thâm đã được dinh đến điện ngọc và bị hất cái oạch xuống đất như bó ra ngoài chợ. Anh quay lại thì không khỏi choáng ngợp bởi sự trắng lệ của đền thờ chiến binh, liền thích thú đi tham quan những bảo vật của các sư phụ trong truyền thuyết, nhưng vì hậu đậu nên đã lỡ tay làm rớt vỡ cái vại muối dưa của sư cụ rùa. Hết hồn hơn là sư phụ mèo Thâm cũng đã có mặt từ bao giờ. Để bắt tận tay dây tận chán, thanh niên luôn liền lý do lý chấu, ai đó đã làm rớt nó, con sẽ gắn lại bằng keo 502. Ồ, vậy ra ngươi là thần Long Đại Hiệp trong truyền thuyết đó sao? Ánh mắt Thâm mặt trơ trẽn, con nghĩ là thế. Sai, ngươi sẽ không bao giờ trở thành thần Long Đại Hiệp, trừ khi ngươi tinh thông được bí kíp Long Thần. Ánh mắt Thâm bèn hỏi sư phụ làm cách nào để trở thành võ sĩ Long Thần. Đầu tiên phải trở thành một võ sĩ tinh thông võ nghệ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với một kẻ như ngươi. Nhìn ngươi xem, cái mông to cùng với cánh tay chảy xệ, cái bụng vệ kỳ quái và mùi thiếu vệ sinh trầm trọng. Ánh mắt Thâm liền bay vào để cái tay đôi cùng sư phụ, nhưng hơi thở của anh đã khiến cho sư phụ mèo Thâm cảm thấy ức chế, liền tóm lấy ngón tay để dọa thí triển ngón đòn thế Gucci. Ánh mắt Thâm hoảng hốt cầu xin sư phụ đừng ra đòn. Ông liền dằn mặt, sư phụ Away đã chọn ngươi, nhưng một khi luyện tập với ta, ngươi sẽ phải hối hận đấy, rõ rồi chứ? Ánh mắt Thâm mặt nhăn như mắc ỉa liền gật đầu lia lịa. Ngay sau đó, ông liền dắt anh đến phòng tập của nhóm ngũ hổ. Sư phụ mèo Thâm bắt đầu ngay và luôn thôi nào, nhưng ánh mắt luôn lại cảm thấy các bài tập của các đồng môn hơi khó nhằn và không chắc sẽ làm được như vậy, liền ngỏ ý với sư phụ cho mình thử sức với level thấp hơn, kiểu như mức zero ấy. Sư phụ mèo Thâm cười tủm tỉm tâm đắc đáp, ở đây không có trình độ phèn như vậy. Nhưng bất chợt ánh mắt Thâm phát hiện ra hình nộm dành cho trẻ em và muốn thử sức với nó. Nhóm ngũ hổ cũng đã tập hợp đông đủ để mở mang tầm mắt. Sau một hồi vòng vo câu giờ chém gió mua máy các kiểu, anh đấm nhẹ vào hình nộm, sư phụ mèo Thâm liền xui anh đấm mạnh thêm tí nữa. Kết quả hình nộm này ngược lại làm cho mắt Thâm bay hẳn cả một chiếc răng. Chưa hết, nó còn làm anh văng vào lò tập của nhóm ngũ hổ, khiến anh phải trải qua đủ mọi loại cực hình. Kết quả thì trông anh chẳng khác gì con cầy mới thui. Màn đêm buông xuống, trong khi nhóm ngũ hổ vẫn chưa hết xôn xao bàn tán về ánh mắt Thâm. Ai cũng nghĩ sư cụ Away sẽ chọn một người thực sự biết cung phu, xéo, hoặc ít ra cũng nhìn thấy ngón chân của mình. Monkey, hay tệ lắm cũng phải nhìn thấy ngón chân. Cả hội liền cười phá lên vì cái thằng đang núp sau tảng đá. Ánh mắt Thâm rón rén quay trở về phòng, anh đi nhẹ nhàng từng bước như một cơn gió, nhưng vốn dĩ anh đâu phải là gió, và thế là anh lại bị sụt chân xuống nền nhà. Sau đó, thì lanh lẹ để về phòng nhưng lại vào nhầm phòng của Hạc sư huynh, múa máy kiểu gì thì lại làm thủng vách ngăn thông qua phòng của Khỉ sư huynh. Ánh mắt Thâm rời phòng của Khỉ sư huynh thì lại bắt gặp Hồ sư tỷ, cứ tưởng được chút ngủ ngon thì ai ngờ lại bị cả Khỉ hất hủi. Ngươi là nỗi ô nhục đối với cung phu, nếu ngươi còn chút liên sỉ nào thì hãy rời khỏi đây vào sáng mai đi. Ánh mắt Thâm mặt dài như cái cà lê đứng bần thần lúc lâu, rồi chạy lên đỉnh núi để tự kỷ một mình khóc tu tu. Sư cụ rồi đến để an ủi đứa học trò cưng thì hết hồn với hai quả má toàn là đào. Sư phụ nói thầm, cái lùm mía, cây đào tiên cả ngàn năm của tao. Ánh mắt Thâm xin lỗi rối rít, nhưng sư cụ đã trấn an, ta hiểu con mà, khi thấy buồn thì con lại ăn. Nói thầm, đớp hết cả cây đào rồi còn gì. Ánh mắt Thâm liền tỏ lòng, chắc hẳn con là kẻ tồi tệ nhất trong lịch sử toàn cung phu. Ồ, còn nhóm ngũ hiệp, người nên chứng kiến mới phải, họ cực kỳ ghét con, có lẽ con nên bỏ cuộc quay về làm mì thì hơn. Sư phụ rùa liền nói thầm, đớp hết cả cây đào bảo sao chúng nó không ghét. Tuy nhiên, ông đã cho anh lời khuyên, con quá bận tâm về những gì đang diễn ra. Có câu hôm qua là lịch sử, ngày mai là bí ẩn, nhưng hôm nay là cả món quà. Rồi quay lưng dùng gậy thúc vào cây đào, thôi còn quả cho nó đớp nốt luôn chứ để chi nữa. Tại nhà tù cho gom, tên Đại Long bất ngờ sử dụng chiếc lông vịt mà hắn nhặt được để giải phóng phong ấn của sư cụ Away. Không mất quá nhiều thời gian để hắn đạt được ý đồ, tên báo ma mãnh liền gồng lên để tận hưởng, khiến cho chiếc mai rùa bị vỡ vụn. Cả nhà tù được phen nhốn nháo hết bố láo liền bật chuông báo động lên đồ chiến đấu. Anh cai ngục liền ra lệnh cho lĩnh lên nòng để bắn vào tên Đại Long. Ngu thay, thằng đàn em lại bắn vỡ luôn cả xích giúp cho Đại Long được giải thoát. Sứ giả vịt rời liền hốt hoảng đòi quay về báo tin cho sư phụ mèo Thâm. Thế nhưng anh cai ngục vẫn kiêu ngạo bắt sứ giả phải ở lại để xem kịch hay. Tên Đại Long với thân thủ phi phàm, liền dùng tuyệt kỹ đính nhẹ mấy chiếc mũi tên lên vách núi, lấy đà đu lên như tên lửa. Anh cai ngục liền ra lệnh ban phước một cơn mưa tên xuống đáy vực. Thế nhưng tên Đại Long đã bật từ chối tử thần để kịp bám vào thang máy. Hắn lấy đà đạp cho hai tên lính gác đi bụi, kéo dây xích để đu lên trên, bay vào đi quyền với mấy anh lính tê giác. Oh,
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là khó nhằn nhất, anh cai ngục bất ngờ cho khai hỏa những nòng pháo trên trần hang để phá hủy cây cầu. Mặc dù đã cố gắng băng qua đống đổ nát để thoát thân, nhưng Đại Long đã bị rớt xuống ngay chiếc mũi giày của anh cai ngục. Cơ mà với thân thể phi phàm cùng tốc độ phi thường, Đại Long đã băng qua đống đổ nát một cách ngoạn mục, phi lên tận nóc của trần hang để tóm lấy ngòi nổ còn lại ném vào toán cai ngục, chính thức thoát khỏi nhà tù. Hắn tóm lấy sứ giả vịt rời nhờ ông báo tin với sư phụ mèo thâm, thần long đại hiệp thực sự đã homecoming. Ngày hôm sau, sư phụ mèo thâm bất ngờ đến phòng nghỉ để điểm danh các học trò. Riêng chỉ có ánh mắt thâm là không thấy đâu. Ông được pha tâm đắc vì nghĩ rằng ánh mắt thâm đã bỏ đi. Nhưng khi lên đến phòng tập thì lại thấy ánh mắt thâm đang hì hục thực hiện bài xoạc chân, cơ mà lại bị kẹt quả mông nặng ịch xuống đất không tài nào gượng nổi. Lại phải nhờ Hạc sư huynh cẩu ra, sư phụ mèo thâm xéo sắc nói, ngươi tưởng có thể xoạc chân chỉ trong vòng một đêm sao? Ông liền phi mấy viên gạch lên trời để cho hổ sư tỷ ra đòn. Thanh niên mặt nồi liền nhanh tay nhặt một mảnh gạch để làm kỷ niệm. Sư phụ mèo thâm liền cà khịa, bỏ nó xuống. Thứ duy nhất cần giữ lại là khớp khuỷu dưới máu và xương gãy. Ngay sau đó ông liền cho ánh mắt thâm solo cùng các đồng môn trong nhóm ngũ hổ. Mặc dù bị cho ăn đòn không thấy mặt trời nhưng thanh niên vẫn quyết không bỏ cuộc. Sư phụ mèo thâm liền đích thân ra tay, đi dây thanh niên cả chục vòng sân rồi cho một suất lăn xuống núi. Màn đêm buông xuống, trong lúc đang được bỏ ngựa sư huynh châm cứu, thanh niên mặt nồi tỏ lòng, đệ biết sư phụ đang cố truyền cảm hứng. Nhưng nếu đệ không biết nhiều hơn, hẳn đệ sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa. Mọi người liền xôn xao kể về Đại Long, hổ sư tỷ đang ung dung ngoài hành lang cũng bay vào để hít hà drama. Hóa ra Đại Long được sư phụ mèo thâm nhận nuôi, ông coi hắn như con ruột và hết mực truyền thụ cung phu cho hắn. Nhưng sư cụ Away đã nhìn ra tâm địa, muốn đoạt bí kíp long thần của Đại Long. Bị sỉ nhục, Đại Long chút giận lên bá tánh ở thung lũng, và khi sư phụ mèo thâm phải ra tay với chính thành quả của mình, ông đã không làm được. Sư phụ mèo thâm yêu quý Đại Long hơn bất cứ ai mà ông từng gặp. Vừa dứt lời thì thanh niên mặt nồi đã giật tung bồm như hề xác lô, tí nữa thì bị cho combo mấy đập vào mặt. Cũng may bọ ngựa sư huynh đã kịp giải thích, để châm nhầm huyệt đạo. Trong khi đó, sư phụ mèo thâm đang ngồi thiền thì bất ngờ nhận được tin dữ, Đại Long đã vượt ngục. Ông hớt hải chạy đến chỗ của sư cụ Away để xin lời khuyên. Tuy nhiên sư cụ rùa liên tục dặn ông phải tin tưởng vào ánh mắt thâm. Ông nói, thời khắc của ta đã đến. Giao lại cây gậy chống lưng cho sư phụ mèo thâm, tiến ra vách núi để đáp lễ rồi biến mất trong làn hoa đào mờ ảo. Tại phòng nghỉ của nhóm ngũ hổ, ánh mắt thâm đang trổ tài nấu nướng cho các đồng môn. Mọi người đều thích thú với món mì của anh, nhưng đây vẫn chưa là gì với món súp bí truyền của ba vịt. Hổ sư tỷ liền cà khịa, nghe nói thần long đại hiệp có thể sống nhiều ngày mà không cần ăn gì, ngoài một hạt xương đọng trên lá cây bạch quả và tinh hoa đất trời. Nhưng thanh niên mặt nồi thì vẫn là một hơi hết luôn chén mì, lại còn bắt chước điệu bộ của sư phụ mèo thâm, khiến cho cả hội cười vẹo cả mồm. Nhỏ thay, sư phụ mèo thâm đã có mặt từ bao giờ, còn thanh niên mặt nồi thì vẫn tấu hài bất chấp. Sư phụ mèo thâm liền nói, các ngươi thấy buồn cười lắm sao? Đại Long đã vượt ngục, còn các ngươi thì như đám con nít, sư cụ rùa đã không còn, và hy vọng duy nhất là thần thâm đại hiệp. Vừa dứt lời thì ánh mắt thâm đã chạy mất biến, nhưng muộn mất rồi, sư phụ mèo thâm đã chặn đường để ngăn anh lại. Thôi nào, làm sao tôi có thể đánh bại Đại Long cơ chứ? Ngài không bao giờ tin, ngay từ khi tôi đến đây ngài đã tìm cách tống cổ tôi, nhưng ngươi vẫn ở lại đó thôi. Thanh niên liền ăn vạ. Đúng, tôi ở lại, bởi vì mỗi lần ngài ném gạch vào đầu, hay bảo tôi hôi hám, tôi đã bị tổn thương. Tôi ở lại là vì tôi nghĩ rằng, ngài có thể làm thay đổi cái đống mỡ này, sư phụ mèo thâm. Ta làm được, thôi nào, Đại Long đang đến đấy, cho dù hắn có mất 100 năm đi chăng nữa thì làm sao? Người có thể biến đống thịt này thành thần long đại hiệp. Sư phụ mèo thâm vẻ mặt đầy bất lực, đứng hình lúc lâu rồi rời đi. Trong khi đó, hổ sư tỷ đã chứng kiến được màn tranh cái này lửa giữa hai người, liền phi xuống chân núi như tên lửa đi ngăn cản tên Đại Long. Xíu khỉ rắn cũng đã bám theo từ lúc nào để sát cánh cùng hổ sư tỷ. Ngày hôm sau, khi đang tự kỷ một mình bên ánh bình minh rực rỡ, sư phụ mèo thâm bất chợt nghe thấy tiếng động lạ, liền vào phòng tập để kiểm tra nhưng không thấy ai cả. Tiến vào phòng bếp thì nghe thấy tiếng đánh nhau chí chóe như Lý Tiểu Long. Sao, buồn thì tôi ăn, không được hả? Ồ, không cần giải thích, ta tưởng là Hầu Vương, nó hay giấu bánh ở trên nóc chặn lắm. Rồi nhanh chân nép vào một bên để nghe ngóng, quả nhiên ông đã phát hiện ra ưu điểm của ánh mắt thâm. Mỗi khi nghĩ đến đồ ăn là anh lại có thể thí triển cung phu một cách ngẫu hứng. Ngay lập tức ông liền dắt anh đến một nơi bí ẩn để luyện võ công. Cơ mà vừa thấy hồ nước là thanh niên đã bay vào để rửa nách. Sư phụ mèo thâm liền giới thiệu, nơi cả hai đang đứng chính là nơi sư cụ Away khai phá ra cung phu, là nơi cái nôi của võ thuật được ra đời. Con muốn học cung phu đúng không? Vậy thì ta sẽ là sư phụ của con. Ánh mắt thâm cảm động khóc thâm cả mắt, đúng như những gì sư phụ mèo thâm dự đoán. Quả nhiên không thể huấn luyện ánh mắt thâm theo cách của nhóm ngũ hổ, mà phải dụ bằng đồ ăn để thanh niên có thể đi quyền một cách ngẫu hứng. Sư phụ mèo thâm liền mời ánh mắt thâm ăn bánh bao, tuy nhiên, không phải theo cách bình thường, từng viên bánh bao bị cướp ngay trước mắt, khiến cho cơn thèm ăn được đẩy lên đỉnh điểm. Thanh niên liền bay vào đi quyền để giành giật chiếc bánh bao còn sót lại. Sau một hồi giao lưu trao đổi võ công cùng sư phụ, cuối cùng thì ánh mắt thâm cũng giành được chiếc bánh cho riêng mình, tuy nhiên anh đã không ăn mà lập tức trả lại cho sư phụ, rồi kính cẩn đáp lễ.
Trong khi đó, nhóm ngũ hổ đã chạm trán với đại long ngay cây cầu ở dưới chân núi. Họ lập tức cắt đứt dây để ngăn cản hắn lại. Cơ mà hổ sư tỷ vẫn phải bay lên để chặn đường đại long. Cả nhóm lại phải lao vào để tóm lấy dây cầu còng cả lưng. Tên đại long ngạo mạn liền hỏi thần long đại hiệp đâu. Nghe nói hắn giáng trần trên một quả cầu lửa và đó là một chiến binh rất ngầu. O ư? Đại long thì ra đó là tên của hắn. Nghe thôi là biết đối thủ xứng tầm rồi. Vừa dứt lời thì hổ sư tỷ liền bay vào để đi quyền. Vốn tưởng tên đại long đã bị hạ đao ván, thì từ bên kia vách núi, cây cầu bắt đầu chuyển động, tên đại long bất ngờ xuất hiện thình lình thù lù sau lưng của nhóm ngũ hổ. Ở võ đường, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, anh mắt thâm cùng với sư phụ mèo thâm vẫn đang đùa nhau tí tởn, thì bất ngờ trên trời xíu sư huynh công cả nhóm ngũ hổ về với cơ thể la liệt. Sư phụ mèo thâm liền giải huyệt đạo cho các học trò, nhận thấy không còn nhiều thời gian, ông liền dẫn anh mắt thâm đến điện ngọc, dùng cây gậy của sư phụ Away để múa máy làm màu rút thần long bí kíp xuống trao cho anh mắt thâm. Tuy nhiên, thay vì thấy cánh bướm đậu, ánh sáng dưới hang sâu, cảm nhận được trái đất quay xung quanh mặt trời, định lý Vitago, như những gì sư phụ mèo thâm nói, thì trước mắt anh mắt thâm hoàn toàn chẳng có gì, chỉ có đúng hình ảnh phản chiếu một con gấu béo ục ịch. Mọi người đều cảm thấy hụt hẫng và không hiểu tại sao, cơ mà thằng Đại Long thì làm gì cần phải hiểu, nó vẫn cứ thẳng tiến về điện ngọc, nhận thấy không còn nhiều thời gian. Sư phụ mèo thâm liền cho nhóm ngũ hổ di tản ngôi làng dưới chân núi, còn mình ông sẽ ở lại để ngăn cản tên Đại Long. Ông dặn các học trò, đã đến lúc các con phải đi tiếp con đường của riêng mình mà không có ta. Ta rất tự hào vì được làm sư phụ của các con. Rồi đáp lễ, ngay lập tức, nhóm ngũ hổ liền xuống núi để làm theo lời sư phụ. Di tản cả làng đi nơi khác, anh mắt thâm cũng đã quay trở về nhà để đoàn tụ cùng ba vịt. Tuy nhiên trong lúc nói chuyện với ba mình, ông vịt đã tiết lộ rằng bí mật của món súp gia truyền là chẳng có gì cả. Không cần thiết để làm điều gì đó đặc biệt, con chỉ cần tin tưởng là nó đặc biệt. Điều ba vịt nói khiến cho anh mắt thâm như được giác ngộ, anh nhìn lại bí kíp long thần đôi mắt cũng chợt sáng bừng. Cùng lúc sư phụ mèo thâm đã đứng đợi sẵn trước điện ngọc để chờ đại long đến, bầu trời bỗng nháy xét lên hoàn mây đen xám xịt, chớp mắt đại long đã đứng trước sư phụ của hắn, không vòng vo câu giờ, hắn liền hỏi, "Po đâu, ta làm hắn xón ra quần rồi à?" Tên báo hung hăng liền bay lên trời để ra quyền. Hắn cho rằng chính sư phụ đã gieo cho hắn hy vọng trở thành đấu sĩ long thần, và chính ông cũng là người đã phản bội lại hắn. Không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra sư cụ Away đã qua đời và dùng cây gậy của ông ấy để ghim lấy sư phụ mèo thâm, ép ông giao ra bí kíp long thần. Trong lúc chống cự, cây gậy của sư cụ rùa đã bị gãy, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Hắn đánh cho sư phụ của mình nằm bê xê lết, sư phụ mèo thâm chỉ đành nằm bất lực nói rằng, ông đã từng tự hào về hắn đến cỡ nào, và chính niềm kiêu hãnh đó đã khiến ông bị mờ mắt. Ông xin lỗi, vì đã quá nuông chiều đại long nên mới để hắn sinh hư như bây giờ. Tuy nhiên hắn vẫn không chút hối cải, liền tóm lấy cổ của ông uy hiếp giao ra bí kíp long thần. May mắn thay, anh mắt thâm đã kịp xuất hiện để ngăn cản hắn lại. Tên đại long đắc ý cười khằng khặc liền cả khịa, một tên gấu trúc, ngươi sẽ làm gì ta hả gã béo, lấy thịt đè người chăng? Anh mắt thâm liền dùng bí kíp long thần để dụ thằng mồn lèo, hắn liền bay đến cho anh một đấm văng vào cột, cơ mà đống mỡ lại giúp anh này ngược lại để cả khịa thằng mồn lèo đuổi theo. Bí kíp lại bị văng lên nóc nhà, buộc cho anh mắt thâm lại phải liên tưởng đến đồ ăn. Để thí triển tuyệt kỹ cung phu đu người lên trên lấy bí kíp, tên đại long cũng không phải dạng vừa, liền bay tới đá sập cả căn nhà. Hắn cho anh một đấm khiến bụi phủ xóa cả một vùng trời, tên hung hãn đã giành được thứ hắn muốn. Thế nhưng hắn lại phải hụt hẫng vì chẳng có gì, ngoài một con mồn lèo đang tỏ ra khó hiểu. Anh mắt thâm sau khi ăn đòn vẫn không si nhê, lại còn đứng dậy để giảng cho tên đại long một bài học. Hãy là chính mày, tên mồn lèo gay cú liền cho anh một đấm nằm gục xuống đất. Nhưng anh mắt thâm chỉ cảm thấy nhột rồi cười khẩy khẩy. Ngay sau đó, cả hai liền bay vào đi quyền. Tên đại long cay cú ngoi lên khỏi mặt đất, ngươi chỉ là một tên gấu trúc mập ú mà thôi. Ngay lập tức ngón tay của hắn đã bị ánh mắt thâm tóm gọn, ta không phải là gấu trúc mập, ta là ngài gấu trúc mập. Tên mồn lèo hoảng hốt vì ánh mắt thâm biết tuyệt ký ngón đòn thế gu si, ngón tay hạ xuống và rồi khí tỏa ra cả một vùng trời. Trong làn bụi mù mịt vàng chóe, bóng dáng thần thâm đại hiệp vô cùng ngầu lòi dần hiện ra. Mọi người đều hoan hỉ vỗ tay ào ạt chào mừng người anh hùng mới của thung lũng. Cái lùm mía khiêng toát mồ hôi mà vẫn không lên nổi mấy ông ơi. Anh mắt thâm ôm chầm lấy ba vịt để đoàn tụ, nhóm ngũ hổ cũng đã có mặt để đáp lễ, nhưng đột nhiên anh lại nhớ đến sư phụ mèo thâm, liền hớt hải chạy lên điện ngọc thì thấy sư phụ đang nằm một đống. Anh khoe với sư phụ rằng